Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình. Như là hứa clip trước là mình có hứa đâu với các bạn là clip sau mình sẽ nướng cá chép bằng cồn. Hiện tại là mình vừa mua được 3 lọ cồn to ở ngoài tiệm thuốc, cồn đây là 90 độ. Ok, hiện tại là anh em mình đã chuẩn bị cá xong rồi, vẫn lên tước, vẫn ở vị trí cũ. Bây giờ mình sẽ đổ cồn vào. Nướng cá dưới chân rồi. Đứng giờ xuống chặn nước rồi. Thấy chưa? Thì cô này có phát hiện được cái gì? Cháy rồi mà không biết. Nguy hiểm. Các bạn không nên làm theo nhá.